Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong một tháng trở lại đây, khoa mắt của bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, trong đó có 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc, trầy xước giác mạc. Thạc sĩ Lưu Quỳnh Anh, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ là tình trạng viêm phần lồng trắng trong suốt của mắt. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân hè, dễ lây lan thành dịch. Bệnh thường khởi phát từ 3-7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, triệu chứng bao gồm xung huyết kết mạc, đỏ mắt, kích thích chảy nước mắt, mắt có nhiều gàn rỉ. Ở trẻ nhỏ có thể đi kèm triệu chứng viêm mũi, họng, viêm đường hô hấp, sốt.